Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con âm ly có model là Samsung AO Alpha 607L Extra. Đây là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng Samsung Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm thay xước màu đen. Ở từ khúc trở lên được thiết kế mặt bóng gương. Dòng Samsung 607L Extra được sản xuất vào năm 1989, Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất là 250W. Các bạn đánh được hai cặp loa A cộng B, tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc, phù hợp loa có trở kháng từ 4-16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 90W. Và nếu loa của các bạn có trở kháng 6 ohm, công suất ra mỗi loa là 105W. Cũng tương đối lớn nên các bạn có thể ghép được những dòng loa có bát từ 30cm. Thì dòng 607L Extra đánh rất tốt. Chất âm của dòng Samsung 607L Extra, tiếng bát rất mềm sâu, mid treble sáng ngọt ngào chi tiết. Nó phù hợp nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng ở cả tiết hòa tấu. Có thể nói dòng L Extra, 607L Extra là series đời mặt đen hay nhất nghe các bạn trong tất cả các đời mặt đen của hãng Samsung. Như các bạn đã biết thì dòng Samsung nó sẽ có hai dòng đời rất nổi tiếng, đó là dòng đời mặt gương đen và dòng đời mặt gold mặt vàng. Thì dòng mặt gương đen, dòng L Extra là được đánh giá rất cao và là có thể nói là dòng đời hay nhất. Với kích thước chiều ngang là 43cm, cao là 16cm và hậu sâu là 45cm và máy nặng 18kg. Máy mình về tình trạng là xinh đẹp xuất sắc, tất cả các mặt nấm chi tiết máy, rồi các nấm nút chữ nghĩa là còn như mới nha các bạn. Sau đây mình test các chức năng cho các bạn xem. Volume của nó nằm chính giữa, có một cái khứa đỏ, các bạn rất dễ nhìn theo dõi ha. Ở trong có những chỉ số nên các bạn cũng rất là dễ theo dõi và quan sát. Các bạn lưu ý ứng thon để ứng bass treble, bass nè, bass rất mềm sao ha. Dạ rep nè bạn, giảm ba lăng phải trái rất cân bằng ha. Su direct là các bạn bật direct, còn khi các bạn bật off là các bạn để chỉnh bass rep ba lăng ha. Đường phao amprest thì có đường no màu 1, no màu 2 đèn sáng. Khi các bạn kết nối qua hai đường no màu 1, no màu 2 thì âm ly này nó không qua phần rè, nó giống cục đẩy công suất, nên các bạn có thể kết nối cái đường no màu 1, no màu 2 dùng để hát ok trong không gian gia đình, lực đánh cũng rất tốt nha các bạn. Nếu các bạn sử dụng những ngõ rời xa thông thường như CD, Lightner, Phono, phía dưới nó có tép 1, tép 2, tép 3, tất cả có đèn á, thì các bạn bật Interlay cho mình. Interlay có nghĩa tích hợp. Red out sẽ tờ đường thu nha các bạn. Máy mình về là các bạn nhìn tất cả còn nguyên zin nguyên bản, nắp của nó trên còn nắp sơn zin luôn, không trầy xước, không cứng móp, còn rất đẹp. Bên phải cũng vậy nha các bạn. Rồi mình xoay mặt sau cho các bạn xem luôn, nhìn tổng thể mặt sau con này cũng còn rất mới mặt sau nha các bạn. Các bạn nhìn những cái jack RC ở trên là phono, điểm tiếp mát, đường test 1, test 2 ở dưới, rồi sensor send return, và các ngõ rời xa như CD, Lightner là không có hiệu bấm rút nha các bạn, rất mới luôn các bạn, rất sáng nha. Thông tin là Samsung 607 ở tra IC 100V và 250W, số series 6529 đuôi. Đây có đường power amprest thì đường no màu 1, no màu 2, các bạn kết nối qua hai đường này dùng để hát về lực đánh rất mạnh mẽ nha các bạn. Đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có trực kháng từ 4-16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trực kháng từ 8-6 ohm. Đây có một IC OLED với total là 250W, những đầu CD giải mã lọc xì, sử dụng điện 100V. Các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây, dây nguồn zin và dây nguồn dính còn rất mềm nha các bạn. Rồi tổng thể mặt sau còn đẹp. Mặt cạnh là không tì vết nha các bạn, không vết xước. Rồi sau đây mình mở nội thất cho các bạn xem. Mình đã tháo những ốc nó ra nha các bạn. Bây giờ mình trong nhà là nhìn vào tổng thể con này là các bạn tập vào mắt các bạn là sườn sắt là trắng phao luôn các bạn ha, rất trắng rất mới. Một tụ lọc nguồn
một tăng phô nằm chính giữa, có tem giấy xanh xui ha, còn rất mới. Sườn sắt ở dưới là không có điệp chê luôn, trắng phao luôn. Hai tụ lọc nguồn đây nè các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Rồi, hai tản giải nhiệt tương ứng ba mạch công suất vé phải. Tất cả còn nguyên sinh nguyên bản. Bên này sẽ có là 4 sò này các bạn, bên này 2 sò, bên này 2 sò và bo mạch công suất vé trái tương ứng tản giải nhiệt cũng còn nguyên sinh bản, máy mình chưa vệ sinh các bạn, nhìn thấy còn bụi nhiều ha. Bên này cũng có 2 sò và bên 2 sò. Tổng cộng máy chạy 8 sò và đặc trưng của dòng 607 lỡ tra là chạy sò lá. Đây bo mạch công suất đầu ra này các bạn. Ngóc ngách các bạn, không có điểm chê luôn, rất là trắng ha. Ở dưới là như mới luôn các bạn, không bị rôm sảy, không bị gỉ sét gì nghe các bạn. Ở đây bo mạch tín hiệu phần rề nó nằm trong hộp trước nghe các bạn. Cạnh này là không một tì vết, nguyên sinh nguyên bản nghe các bạn. Rồi bên phải đây các bạn, bo mạch tín hiệu đầu vào. Các bạn nhìn sườn sắt cũng còn rất trắng ha. Rồi mình quay bên trái cho các bạn, sườn sắt bên trái cũng còn rất đẹp. Đó. Ở đây có một cái cầu chì bảo vệ nguồn luôn nha các bạn. Rồi. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt nghe các bạn. Dòng LXTRA thì rất là dễ ghép loa. Các bạn thể ghép những dòng loa Nhật Mỹ, các bạn ghép những dòng JBL, Pioneer, Dayton Audio, những dòng Sennheiser, Vega, Yamo, Infinity đó, bass từ 30cm đổ lại đánh rất tốt. Các bạn cũng có thể ghép được những dòng loa cột bút xeo châu Âu, nó đánh cũng rất tốt nghe các bạn. Vậy dòng LXTRA đó, nhất là series 607 LXTRA rất là dễ ghép loa, nó không ngán loa nào nghe các bạn, rất là dễ ghép loa. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc ngắn. Gặp mặt nhau đây chốn này hò hẹn thúy chung sáng sớm. Mình xin thông báo đến các bạn, con âm ly có model là Sansui 607 LXTRA, mình về tình trạng là xinh đẹp xuất sắc không tì vết nghe các bạn. Tất cả các nội thất chi tiết máy mình quay cho các bạn xem, con này nội thất là rất trắng, rất sáng, rất mới nè các bạn. Đó, các bạn nhìn vào sườn sắt thôi là các bạn đánh giá được độ mới của nó, con này rất đẹp nghe các bạn. Máy bán ra mình cam kết nguyên sinh nguyên bản và vẫn bảo hành cho các bạn 3 tháng nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng. Với giá chỉ là 7.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào cốt mình không bao ship nghe các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe và mong đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.